Dự báo năm 2021, thị trường bất động sản sẽ có nhiều khởi sắc, giá bất động sản sẽ tăng ở mức trên 10% so với năm 2020. Đây là nhận định được đưa ra tại tọa đàm Toàn cảnh bất động sản 2021 nhận diện xung lực mới. Mạnh hơn. Với hai phiên thảo luận, các chuyên gia đã chỉ ra xung lực mới cho các phân khúc tiềm năng trong bối cảnh kinh tế suy thoái cũng như thách thức và cơ hội cho thị trường bất động sản trong năm 2021. Phiên thứ nhất, đại diện các hiệp hội chuyên gia đã trao đổi về chủ đề xu hướng mới, thị trường mới, những dấu hiệu phục hồi tích cực của thị trường bất động sản lúc này, các xung lực mới mang tính vĩ mô có tác động tích cực, khơi thông đà phục hồi trong năm 2021 và mở đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Trên cơ sở nhận diện những lực đẩy tích cực tới thị trường, tại phiên 2 có chủ đề những làn sóng đầu tư mới, các diễn giả đã cùng phân tích diễn biến các phân khúc cụ thể, tiềm năng, nguồn cung, cơ hội đầu tư và thị hiếu tại mỗi phân khúc trong ngắn và dài hạn, đồng thời nhận diện xu hướng dịch chuyển làn sóng đầu tư 2021, đặc biệt tại thị trường ven đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trung tâm các thị trường mới giàu tiềm năng. Thông qua đó, các diễn giả đã đưa ra khuyến nghị tư vấn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc lựa chọn phân khúc để phát triển sản phẩm